Rồi, hello các bạn với kênh trang channel của mình, tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần Robot Chu, phần Bubble Bee. Phần này tiếp tục mình lại sử dụng trang phục là You Read With Eye. Đó, tập 3, close it down hết nha các bạn. Mình sẽ đi Buffet. Rồi, đây là phần dọc level đầu tiên của phần Bubble Bee nha. Ok, mình sẽ thả vô đó là một cái Toasted Donut. Nào, bây giờ mình sẽ nhử. Nhử nhân vật này là ăn bánh Toasted Donut của mình nha. Đó, ăn miễn phí nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bay vô đây. Đó, bay vô đây nha. Rồi, thả vô. Nhử bà cụ già này cho bà ăn cái bánh luôn. Tiếp tục mình lại thả đi một cái để nhử ông người tiết kia luôn các bạn. Rồi, mình sẽ đợi thôi các bạn. Rồi, bà cụ già này bà giống như cái bánh nữa là thế là chúng ta sẽ đi qua vòng thôi các bạn. Rồi, chờ cho con người tiết này chạy vô kia, thả qua cái bánh nữa. Ok, giờ mình sẽ đi qua vòng. Đó, khá là đơn giản nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nếp qua đi vòng level 2. Rồi, đó thứ cho mình như thế nào. Ồ, mới vô mình đã gặp một ông Bolix gầy nha. Nhưng mà không sao, để đó, mình sẽ chạy lên trên này. Rồi, thả một cái bánh thôi sẽ đánh vô, núp vô đây. Thế là anh ta đăng cái bánh và chúng ta sẽ chạy ra lấy vàng. Đơn giản cái gì thôi nha các bạn. Mình tranh thủ mình lấy vàng cho nhanh nha. Ok, giờ mình sẽ vòng xuống dưới đây. Rồi, tiếp tục, mình sẽ qua đây, mình sẽ thả lên một cái. Đó, thả xong các bạn chạy qua đây một mé một chút ngang, thì quay qua thấy mình. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy vàng và đi vào vòng thôi các bạn. Đó, đơn giản. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong vòng level 2. Rồi, chúng ta sẽ tiếp theo đi vòng level 3 nha các bạn. Đó, vòng này hơi khó một chút thôi các bạn, nhưng mà không sao. Đầu tiên mình thả đây là một cái bánh Toasted Donut. Rồi, cho ăn cái bánh xong rồi sau đó mình sẽ chạy vô đây liền. Đó, sau đó mình sẽ vòng lên trên này các bạn nhớ cẩn thận nha. Khi mà chúng ta chạy vô cái cửa này phải chạy lên thật nhanh. Đó, thôi không bay qua làm thấy mình. Đó, sau đó mình sẽ thả lên một cái bánh. Rồi, chạy qua đây thôi các bạn. Tiếp tục, mình sẽ lấy vàng trong đây. Bây giờ mình sẽ thả lên một cái bánh luôn. Đó, ông ăn vô, ông sẽ chạy ra hoài. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy vàng và kết thúc phần bình luận tại đây nha. Ok, thank you. Các bạn đã xem ủng hộ của mình càng xuyên của mình. Bên nào thứ hai các bạn nhấn comment, like, share, subscribe kênh của mình nha. Ok, thank you, thank you so much. Monthly tequila. Talk of a ring.
Batibuino. Mazzuto. Zoodle. Wowsy. Wowsy. Wazoodle. Rino, Snaggeroo, Boogie Wowsy.
Luxury to Kiev.